Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với sân bóng đá Trung Anh. Một buổi chiều ngày hôm nay để chuẩn bị đón chờ xem trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ đó là Hương Thọ và Thiên Thanh. Như vậy là hiệp thi đấu đầu tiên đã được bắt đầu. Nỗ lực cặp bóng ngay của cầu thủ Thiên Thanh. Nỗ lực xoay sở cầu thủ Hương Thọ cố gắng để chạm bóng, đây là cơ hội. Tung cú đá nữa không ạ? Nhưng quả đó là chạm tay đó. Coi coi. Và như vậy là pha đền. Bóng chạm tay bởi cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hương Thọ. Liệu cầu thủ Thiên Thanh có tận dụng được cơ hội đây không? Gặp to vẫn tay. Một không dành cho Thiên Thanh. Bàn thắng của đội trưởng Ngọc Toàn. Thủ môn Tân Hù Đà đã đoán đúng hướng sút. Vậy mà đội người hết cơ, những ngón tay của Tân Hù Đà đã khẽ chạm vào quả bóng. Bóng trời vẫn đã khiến cho cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hương Thọ đã để mất bóng. Rồi. Sự đập. Không vào. Thêm một cú đá nữa. Cây. Tỷ số là vào đây. Sau rất nhiều những nỗ lực tấn công thì câu lạc bộ Hương Thọ đã có bàn thắng đó. Bàn thắng của Tân Thanh Công. Cú đá đầu tiên rồi một cú sập. Và phải mất đến cú đá thứ hai thì Hương Thọ mới có thể nỗ lực đi bóng. Ra đây. Cây. Rõ ràng là Thiên Thanh và Hương Thọ không mất quá nhiều thời gian để thăm dò lẫn nhau, mà họ vẫn có thể cho chúng ta thấy được một thế trận tấn công liên hoa. Cú vào. Một cú đá chìm nhưng không thể vượt qua hết tất cả những cầu thủ ăn áp phòng ngự của câu lạc bộ Thiên Thanh. Cơ hội cho Thiên Thanh. Một dành cho Thiên Thanh. Sự bất cẩn và chủ quan của câu lạc bộ Hương Thọ đã khiến họ phải nhận bàn thua thứ hai. Bàn thắng của số 11 Hùng Nguyễn 2-1 cho câu lạc bộ Thiên Thanh. Gây sức ép chưa được. Hùng Nguyễn thì muốn căng ngang. Không vào. Thêm một cú đá nữa vẫn không vào. Ta đợi xem tình huống đá phạt trực tiếp này. Tình huống xuất hiện. Lê bóng. Cơ hội để có thể tung ra cú sút điểm. Không vào. Sút điểm. Như vậy tỷ số đã nâng lên 3-1 dành cho câu lạc bộ Thiên Thanh. Cú đúp của Hùng Nguyễn. Mà chúng ta xem lại pha triển khai tấn công rất đơn giản này, một pha trên khai bóng tấn công rất đơn giản nhưng lại cho thấy hiệu quả rất cao của câu lạc bộ Thiên Thanh. Cơ hội dành cho cầu thủ áo trắng căng ngang. Tỷ số đã được nâng lên là 4-1 rất nhanh. Chúng ta xem lại tình huống này, một tình huống ghi bàn gây tranh cãi. Ra đây. Quả vô bóng. Đánh đó. Tỷ số đưa rút ngang xuống còn 2-4 dành cho câu lạc bộ Hương Thọ. Một tình huống xử lý rất đẹp mắt. Chúng ta xem lại quả kiến tạo Tri Vô Lo này. Ra đây. Lấy bóng dành cho câu lạc bộ đó. Đó là quá ngay. Hai bàn thắng được ghi liên tục. Và lần này đó là Đem Ba Ba. Chúng ta xem lại bàn thắng này của Đem Ba Ba. Anh thi đấu đơn giản, vượt qua người là dứt điểm ngay. Và đang là nỗ lực của cầu thủ Hương Thọ, đây là Đem Ba Ba. Tỷ số là 4-0. Và chúng ta xem lại bàn thắng sánh bằng tỷ số này. Hương Thọ đã thành công đưa trận đấu quay trở về với xuất sắc chỉ trong 10 phút.
Và như vậy lần câu lạc bộ Dương Tô đã vươn lên dẫn trước câu lạc bộ Thiên Thanh với tỷ số là 5-4. Chúng ta đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mọi thứ xoay chuyển quá nhanh, gió bây giờ nó đổi chiều rồi. Đây, dứt điểm, không ai. Ta đây xem quả đá phạt trực tiếp này, dứt điểm ngay. Không vào. Đây là anh khỏe. Đang áo. Không vào. Hùng Nguyễn quá đông vơi. Trọng Việt quyết định tung ra thì nguồn dưới điểm vừa rồi. Dưới điểm. Không vào. Quả đá biên cho câu lạc bộ Thiên Thành. Đấy. Đang áo. Không vào. Bàn thắng thứ 10 của trận đấu ngày hôm nay, 6-4 cho Hương Thọ. Chúng ta xem lại bàn thắng này. Một hiệp 2 bùng nổ của Đen Ba Ba. Đội lực quan trọng sắp tốt. Goal! Hết rồi, những hy vọng dành cho câu lạc bộ Thiên Thành. 7-4 dành cho Hương Thọ. 7-4 dành cho cáo thủ áo đỏ. Bàn thắng thứ 11 của trận cầu này. Và cách biệt ta là 3 bàn. Tình huống đá vào đầu không vào. Thiên Thanh đang chiến đấu một cách bất khuất và xứng đáng. Và như vậy đây có thể sẽ là bàn thắng khép lại trận đấu này. Chiến thắng tương bừng, chiến thắng lôi cơn sông tương bừng của câu lạc bộ Hương Thọ. Một bàn thắng cuối cùng có vẻ như là của Ngọc Luân. Kính thưa các bạn, trận đấu được livestream từ trực tiếp trên fanpage Media 68 của tất cả chúng tôi đến đây cũng đã khép lại.